Chào các bạn nhé, nay kênh tiếng Việt này về tiếp một chiếc máy hút ẩm Nhật này, hẳn đã qua sử dụng nhé. Mô đen của nó Panasonic FI161CH, con này hàng xuất châu Âu nhé, tiền 220, có là chữ đều tiếng Anh hết. Rồi. Trên đây là các nút này. Nhiệt độ thấp này, màu được condition no temper, có nghĩa là các chế độ tiêu chuẩn, chế độ hút ẩm, chế độ nhiệt độ thấp này. Rồi hẹn giờ, rồi là chỉnh cửa gió hướng gió này, rồi dry glow này, xé quần áo này, đi humid, hút ẩm này, công tắc tắt mở này. Đó. Đó, đây là hộp nước của nó này. Đó, mình mở ra thì nó ấy ngay. Nó ngắt ngay. Hộp nước rất lớn. Riêng Panasonic thì nó chạy rất là êm, so với các hãng khác là nó sẽ êm hơn một chút. Hai con về này, về nó mình vệ sinh thì cũng không sơn xì sửa sang lại. Đây. Điện 220 50Hz đây. 275W đây. Chạy lốc nhá. Mười sáu lít trên ngày đây, đó. Đây là cảm biến của nó, là cảm biến độ ẩm nó vào trong dàn. Khi các bạn muốn nó chạy liên tục, các bạn để chế độ connection. Có hai cái vết nhỏ nhỏ này, nó phải thường đi, nó nứt nhỏ nhỏ này. Mình sẽ gắn nó lại cho các bạn, nó không ảnh hưởng. Đó, hình thức là trung bình nhé. Con này giờ này hẳn nó êm, nhìn tổng thể ok, trông rất là dáng. Con này mình bán là 3.8 các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0934 337 337. Panasonic cực êm luôn, riêng hàng Panasonic thì rất là êm, hút cũng khỏe. Rồi, màn hình LCD này. Điện 220 rất là tiện, các bạn không phải đổi nguồn gì cả. Rồi, bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0934 337 337. Kênh tiếng Việt, mình ở thành phố Bắc Ninh. Ship toàn quốc, ưu tiên các bạn quay quanh Bắc Ninh qua lấy thì tiện. Thực ra tầm này trong nó mua đồ rất là hiếm. Khi khoảng anh em thợ tranh nhau. Rồi, xin cảm ơn các bạn.